Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cái video tiếp theo của em Thanh. Thì hôm nay như mọi người đã biết thì sau lưng em đó gọi là một cái ngôi trường học 20 tỷ bị bỏ hoang. Bị bỏ hoang cách đây rất là nhiều năm rồi. Thì hôm nay theo lời giới thiệu của một người anh chia sẻ, ở đây có một cái người sống trong cái ngôi trường bỏ hoang hoang vu như thế này. Cụ thể là sao thì mời tất cả mọi người cùng khám phá những điều bí ẩn ở các cái ngôi trường này. Đây các bạn có thể thấy rằng là ngôi trường này tại sao bị bỏ hoang, vì những cái đây mọi người thấy không ạ, vì những cái nó bị sụt lún nghiêm trọng, khiến cho không có sự an toàn cho học sinh, nên bắt buộc là phải rời đi. Đây chúng ta sẽ cùng đi khám phá này cả nhà. Nếu bước vào chúng ta thấy cái đường đó tâm linh rồi, thì không biết là có anh chị em cô bác tệ nạn nào ở đây hay không. Mời cả nhà cùng đi theo chân em nhé. Có ai đây không? Có ai đây không? Đây, cửa nhà thì có hình trước này. Bước vào đây có một cái hủ lộ không khí lạnh, lạnh toát luôn. Em đi khám phá cũng có một số người ăn, mà các người ăn ở đâu đó mất tiêu thấy không? Quá là ghê. Đây. Nghe cái tiếng động. Nếu như mọi người thấy thì đây sụt lún xung quanh, sụt lún cực kỳ là nghiêm trọng. Không ai có thể ở đây được. Đi, chúng ta sẽ khám phá. Trước hết khám phá ở tại khu này. Đấy, chúng ta sẽ khám phá đây. Hôm nay đi quay một mình nên là hết sức là sợ hãi nha cả nhà. Nghe. Đâu rồi? Trên lầu hay dưới? Hả? Trên kia có người anh ơi. Tôi đang dưới nè. Ông đi tiêu rồi. Đi rồi hả? Mà trên kia có người cả nhà. Ok. Chúng ta cùng lên trên lầu cả nhà ơi. Ui dồi. Thấy không? Đi rồi. Sao đi ta? Cái anh đấy gọi mình là anh là ai à? Anh đi làm. Ok anh. Rồi rồi em biết chỗ đó, em biết chỗ đó rồi.
đi lại toilet ở đó kiếm ảnh á. Dưới toilet này. Ủa mà anh nó quay đâu anh? Không biết chứ, em không có nói chuyện nó đâu. Vậy hả? Khùng mà. Khùng hả? Rồi rồi anh cứ làm đi. Anh cứ làm việc anh đi. Đi lối này nè anh tiếp. Đi lối này xuống gặp ảnh nè. Cái người này, người anh này bị tâm linh. Có vấn đề về tâm linh đúng không? Ui. Anh trai ơi. Gì đó? Anh ơi. Trong đó đó. Con. Con đi vô đi. Con không dám. Vô đi. Thôi vô đi. Không sao giống vô. Anh ơi, cái nước đã anh nè. Anh ơi. Con. Hồi nãy xuống đi. Tụi em cho tiền anh ơi. Ừ. Dạ. Ừ. Có cái xác, có cái xác. Gì? Em hỏi người lại. Ở đây phân người không anh ơi? Đi dưới đi. Đi dưới kia. Đi nhắm đi. Ở đây bị ngập nước nè. Cái này toilet mà. Toilet. Nghe người ta nói ở đây là cái nhà của trường này 20 tỷ mà bị bỏ hoang. Có ma ở dưới đây đúng không? 20 tỷ luôn. Ừ. Đèo thấy không? Thấy nhiều không? Ờ, thôi nè. Nhìn sắp sập đây nè. Đồ nhìn cũng là sao? Nó bị nghe sắp sập, anh đẹp thấy không? Nghe sao sập rồi. Ghê quá. Nó cái lún thôi. Vì nó bị lún nhiều á nên là nó phải rời đi. Đảm bảo an toàn cho học sinh. Lún này cũng bình thường. Đi đi qua bên này, ống bên này nè. Đi. Có xe còn đâu. Anh trai ơi. Anh trai. Ghé cho tiền anh ơi. Ở đây có dấu hiệu của người rồi. Có dấu hiệu bước chân. Có bước chân. Những cái vẹn chân. Quá là ghê đấy. Không thấy bình thường là cái toilet lầu 1 hay lầu này hay là lầu trên đâu. Anh trai ơi. Ở đây âm khí nhiều quá cả nhà. Ở đây nhiều người đồn thổi là ở đây có ma. Khu vực trường. Kia ông đang sửa, trên đây thì ông đang tu sửa lại hay sao á. Bình thường hay quay là gặp ảnh là đang chơi đồ hút thuốc đây nè. Vậy là chắc ở lầu trệt rồi. Bình thường hay ngồi ghế đá kìa. Đâu? Anh ơi! Anh có ai không? Tụi em xuống cho tiền anh nè. Anh ơi! Người ta đồn thổi ông bị vong nhập, ma nhập nên là không bình thường. Là anh này cũng không bình thường. Ừ. Ở đây mấy năm rồi mà ở có mình
ở đây giới trẻ nhiều người họ nghĩ ở đây trường này có ma. Xong rồi một số giới trẻ học sinh cấp 2, cấp 3 vô đây để cầu cơ xin số. Mà không, sao trường này người ta có qua uống gì? Nó bị nghiêng này, ông thấy không? Nghiêng bị lỡ, bị sụt lún á. Nhưng mà cái cảnh tượng nó nguy hiểm cho học sinh đây là. Đó, anh em chia nhau ra. Này tụi em chia nhau ra để quay phim cho mọi người xem. Mình phải ở đây. Trong này này, ông vô trong này đi. Đây nè ông ơi. Đây ở trong này. Vô đi, vô đi. Chắc chắn luôn, không chuyện này. Chắc đây nè. Thấy không? Đồ đẹp không sợ. Chào bạn. Cũng vô để giúp đỡ anh á. Coi người nhà người thân coi không. Anh ơi, tụi em xuống giúp đỡ. Trong nó có mền gối hay sao á? Có không? Có đèn không? Có mền gối của anh á. Nước ngồi quá trời. Anh ơi. Anh à. Ông cũng vô đi. Không dám. Không dám hả? Tổ lắm. À, không? Thuốc lá của anh á. Đây nè, thuốc lá, quá trời thuốc lá luôn. Vô đi. Kêu anh trước đi.